Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Dũng Vision. Đây là bản tin buổi chiều tối của ngày 18 tháng 8 năm 2024. Hôm nay tôi cũng xin phép nói về mặt trận chỗ Ukraine và Kursk ở bên đất Nga thôi. Chúng tôi cũng không đi nói thêm về các vấn đề tình hình thế giới. Vì tình hình hôm nay người không được khỏe lắm các bạn nhé. Người nó hơi mệt. Thì chúng ta đi thẳng vào khu vực Kursk. Thì đây là cái khu vực đang bị chiếm đóng bởi Ukraine. Thì phía bên tay trái này chúng ta thấy đó là cái làng Tokino. Cái làng Tokino này thực tế là trước đây là chúng ta đã nghe rất nhiều lần bị tức là bên biên giới của Nga mà Ukraine xâm nhập rất nhiều lần từ trước. Đây nó cũng thuộc khu vực Sumy. Thì chúng ta tưởng tượng lại một tí đã để chúng ta biết cái tình hình ở khu vực này. Đây là khu vực chiếm đóng. Còn đây là cái công sự, tức là có thể nói là cái phòng tuyến của Nga, gọi hay nói cách khác là tuyến phòng thủ Nga, giữa một bên là Gluskovo và phía bên này. Thì hôm trước tôi nói là có khả năng là họ sẽ tấn công theo cái hướng Tây, mà bây giờ thì thực tế họ đang tấn công hướng Tây một cách rất là rõ ràng. Thì cái động thái đầu tiên thì chúng ta thấy là họ đã ném bom cái cầu ở cái chỗ Gluskovo này. Thì đây nó có một cái cầu Sham rất là lớn, thì chúng ta cũng mô phỏng lại rồi đấy, thì nó đi như thế này. Thì tóm lại là gì, tức là cái Koronevo này ấy, thì nó lại không có thuộc đi qua đến sông đấy, nhưng mà anh Gluskovo này thì nó sẽ thuộc đến sông đấy. Và đây anh Sanagov này thì cũng không thuộc đến sông. Còn đây Tokino chúng ta đang mới nói đấy, thì chúng ta thấy là đây nó có một cái, chúng ta nhìn thế này nó nhìn rõ hơn. Thì là chúng ta thấy đây là nó có một cái con sông. Đây là đang chiếm khu vực này đó. Thì chỗ này nó có một con sông giáp giữa Nga và Ukraine, chỗ Tokino này. Tóm lại là Nga hôm nay là đã đánh tất cả các cái cầu, một cái cầu mà ngay biên giới, tức là giữa Tokino của Nga với lại bên kia là của Sumy, của tỉnh Sumy, chứ còn thủ phủ Sumy là khác các bạn ạ. Đấy thì nó Nga đã đánh toàn bộ đây, có nghĩa là gì? Tức là nếu mà trong trường hợp mà Tokino này thất thủ, tức là Ukraine chiếm được, thì nó sẽ nằm hoàn toàn về cái, tức là nó tách rời với lại Ukraine, nôm na là như vậy. Ở đây nó cũng có con sông nhỏ như thế này, đấy, chúng ta cứ tưởng tượng như vậy. Thì là coi như tất cả các cây cầu mà bắc ngang qua đây thì Nga đều đã đánh. Hay nói cái khác là nếu mà Tokyo bị mất thì nó là mất, nhưng mà nó sẽ là nằm hai bên của Ukraine, tức là một khu vực chiếm đóng nằm riêng ra với cái đất của Ukraine. Các bạn hiểu ý chỗ đấy không? Tức là nó vẫn thuộc bên Nga, tức là nó sẽ hai bên, coi như mình có chiếm thì phải qua bên này, tức là đơn thương độc mã cái Tokyo nó nằm ở bên đất này vậy thôi. Cái thứ hai nữa là cái chỗ mà phía bên chỗ Gluskovo thì chúng ta biết đánh cái cầu rất lớn ở đây, và một số các cái cầu lẻ tẻ thì cũng đã đánh. Người Nga thì đang xài các loại cầu phao để mà không có bị tức là chia phân cách bởi các cái cầu nữa. Hay nói cái khác là các người Nga vẫn có thể qua lại, đặc biệt là cái giới quân sự thôi, chứ còn dân thì cũng chả đi làm gì cái khu vực này. Còn riêng chỗ Zasnoye này thì lại tiếp tục đánh một cây cầu ở phía đằng này. Thì bây giờ chúng ta đến cái khu vực này thì chúng ta sẽ thấy nó rõ hơn nhé. Đấy, khu vực này. Đấy, quý vị thấy như này. Đấy, thứ nhất đây là nó đã đánh một cái khu vực này rồi. Đấy. Rồi còn Nga thì đánh vào khu vực này. Thì bây giờ tiếp tục chúng ta đến Zasnoye là cái chỗ này. Tức là chúng ta cứ nghĩ là nó phía tây của Gluskovo đi. Thì nó cũng nằm trong cái hệ thống của cái sông Sam này. Ngoài tiếp là Ukraine đánh tiếp vào cái chỗ này. Xin lỗi, cái màu đây, cái màu thì đúng hơn đây, cái màu xanh này là bên Ukraine đánh này đấy, còn màu đỏ này là Nga đánh này. Thì chúng ta vào cái chỗ này đấy, thì cái chỗ này thì phía bên tay trái này chúng ta thấy là có con sông đó. Đây con sông cũng là sông Sam này đấy, để đánh cái cầu này các bạn nhé. Tóm lại là bên Ukraine người ta đang muốn tách rời cái toàn bộ cái khu vực mà hôm trước cách đây một tuần tôi nói đấy, là cái khu vực này là nó sẽ chiếm cái khu vực này, đang muốn chiếm cái khu vực này.
đã đánh tất cả các cái cây cầu, hầu như các cây cầu, đặc biệt là các cầu đào phủ lớn là nó đánh để nó tách rời ra. Cái thứ hai là Nga đánh cái cầu thì nó để tách rời cái Tokyo này của Nga riêng ra với cái đất liền. Chúng ta cứ gọi là đại lục nên là đất liền của Ukraine, còn đây là đại lục là đất liền của Nga, hay cho nó phân biệt cái từ cho nó dễ. Rồi chúng ta tiếp tục đi vào cái hướng Tây này, thì hôm qua nó tiếp tục nó đi đánh cái chỗ Kurenevo. Trên này thì chúng ta thấy là đánh thẳng vào đây trực diện là đánh không được rồi, thì hôm qua lại tiếp tục là đánh vòng lên trên phía trên này. Đấy, đánh lòng vòng phía trên này. Thì tôi nói rất nhiều lần về cái kiểu như nó đã muốn đánh cái vòng cung như thế này rồi, kể cả phía bên này. Đấy, chỗ dưới này là Senagot này, lên trên này là lên Koronavo này. Đây là sông thì nó không liên quan gì, cái này nó thuộc về bên Kursk rồi, thì cũng lại bị bẻ gãy. Nói chung là cái chỗ Koronavo này là họ rất là muốn lấy cái chỗ này, nhưng mà bẻ gãy thì hôm qua cũng bắt được rất nhiều tù binh ở đây, cũng đi lang thang giống như hôm qua đấy. Còn phía dưới này nó cũng đánh tiếp tục chỗ Senagos, nhưng mà không phải Senagos mà đánh phía dưới Senagos. Đây Senagos đây các bạn này, thì là cái khu vực này là đánh vào cái hướng làng, nó gọi là cái hướng làng này nó cũng hơi khó phát âm các bạn nhé. Đây nó gọi là đây này, nó gọi là cái này chỉ ai học Nga mới phát âm được, cái chứ còn không thì toàn nói lung tung thôi. Krasno Akachia Brasnoya, đây nó lại như này nè, Krasno Akachia Brasnoya. Thì đấy là cái làng này nó đang hướng theo cái làng này, thì cũng Nga cũng đang thủ cái chỗ này và đẩy lùi được, và cũng bắt được một số tù binh. Khu vực này thì tiêu diệt được 50 tên các bạn nhé, cũng đang tấn công. Tóm lại là nó hai cái nơi là Kurenevo và phía trên của Senagos là cái mà nó định làm cái vòng cung. Bên này là cái sông để nó lấy cái gặm kim đấy, cũng dạng như cái vạc ấy, để lấy cái Kurenevo này. Thì hai cái địa điểm này thì hôm qua nó tiếp tục tấn công và tiếp tục bị bắt và bị tiêu diệt rất là nhiều. Rồi tại phía bắc tại khu vực này nó gọi là Malaga Lukina đấy, thì còn phía trên này nó gọi là Novaya Stochina. Thì cái khu vực này thực tế là Nga đang kiểm soát, nhưng mà họ lại đang nói là đang tấn công ở khu vực này. Đấy, nó đang tấn công khu vực này và cái khu vực này. Đấy, khu vực sáng rồi. Thì không biết là video cũ hay là video mới, nhưng mà rõ ràng là cái khu vực này là Nga đang kiểm soát, thì nó cũng có lẽ là nó cũng đang xâm nhập lên khu vực phía Bắc. Cái bản tin này nó sẽ có hai cái thái cực các bạn nha. Cái thái cực thứ nhất đây là ở khu vực Kursk này, thì là bên Ukraine là chủ động tấn công, còn Nga thì là ở phía hướng là Pokrovsk thì là Nga tấn công. Tóm lại khu vực trên này là Ukraine đang hoành hành, còn phía dưới là coi như là Pokrovsk thì là Nga đang chủ động. Bây giờ chúng ta đến cái hướng này, hôm qua tôi có nói là cái Martinovka này Nga đã lấy lại được, xong thế đó sau đó là coi như bên Ukraine nó lấy lại. Đấy, cái chỗ mà tôi nói là có lấy là hai bên đường đấy, mà cái đường mà chính đi lên cái chỗ mà gọi là Bansuya mà của gọi là cứ gọi là cho là tiền phương mà đi từ Kursk xuống đấy. Đấy thì hôm qua là nó lấy lại màu xanh, nhưng mà đến đến qua ngày hôm sau thì bây giờ Nga lại lấy lại cái chỗ này, cho nên tôi rất là quan tâm cái chỗ gọi là Martinovka này. Các bạn nào mà cứ theo dõi cái kênh của tôi thì các bạn biết là tôi rất quan tâm cái này. Thì ngày hôm nay thì lại Nga lại lấy lại được. Tóm lại là cái làng này nó rất là chiến lược, nó là cái đường chính mà, đường chính từ trên Kursk đi xuống Suza đấy. Đấy, xuống Suza đây. Chúng ta thấy là nó có hai đường, đây là Suza này. Đấy, nên rất là quan trọng. Thì Nga lại lấy lại được. Đấy, đổi chủ liên tục cái khu vực này đấy các bạn nhé, Martinovka. Nhưng mà hiện nay bên Ukraine nó lại từ phía 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 đằng Ivanovsky này, tức là nó đang cắt. Đấy, hiện nay đang cắt tới đây. Hay nói cái khác là cái Martinovka đang nằm ở giữa cái xung quanh là Ukraine. Đấy, tóm lại là như vậy, cho nên là cái chỗ Martinovka này nó sẽ là đổi chủ liên tục.
để chúng ta theo dõi cái khu vực này là như vậy các bạn nhé. Tóm lại là cái Kursk nó là như vậy đấy. Bây giờ chúng ta xuống phía dưới cái chỗ ở dưới này, dưới xuất ra đây, để chúng ta cứ lấy cái tâm là xuất ra đây. Thì cái Giri đây, trước đây thì nó đã đánh tới Malaya, xong rồi là Nga đánh giật. Mà nó chỉ là cái mũi thôi, chứ không phải là chiếm nha các bạn nhé. Nga đánh giật chỗ Giri tới đây, xong hiện nay là Spasnoya này đánh rất là mạnh vào chỗ Borki nữa. Thì là bên Ukraine nó, trên này nó có một con sông, các bạn. Thì bây giờ nó đang đánh lên từ cái chỗ này. Từ Plekhovo đánh lên Cherkasy, Cherkasskoye này cũng được, Cherkasky cái A cũng được hết, là bởi vì nó là cái đuôi thôi, tức là cái tính từ thôi. Và lên cái chỗ Fantasovka, và từ chỗ Borki này thì đang đánh lên chỗ Ulanov. Thì nó đánh như thế này thì nó sẽ vượt qua một con sông, vượt qua một con sông ở đây nữa. Đấy, cho nên là họ là muốn là tất cả toàn vùng này nó sẽ rộng lớn lên. Đấy, tức là cái mũi mà đi ra này là nó muốn rộng lớn lên, chứ không phải không đâu, chứ không phải là nó chỉ chấp nhận như vậy đâu các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ làm nhỏ lại này. Đấy, trước đây là nó là cái mũi này ra đây. Đấy, thì bây giờ muốn lên Ulanov này, Cherkasky, Fanjovska này, thì chúng ta view vào chúng ta sẽ thấy một con sông này. Đấy, đây là con sông. Sông này nó phải sông bên kia đó. Thì đây cái Fantasovka và Cherkasy bên kia phải Ulanov, nó là bên kia sông. Thì họ bây giờ là nó cũng lợi dụng cái con sông này đây, con sông này mà hôm trước chúng ta nói Spasnoya Borki đây, thì nếu mà nó lấy được cái phía bên kia nữa thì nó cũng là rất là nguy hiểm đấy. Nhưng mà hiện nay thì rõ ràng hai bên là tức là một bên là Ukraine đang quản lý kiểm soát, còn một bên vẫn là Nga. Thì hiện nay họ đang muốn là qua bên kia sông để kiểm soát một vùng rộng lớn hơn. Thì cái chuyện này có được hay không thì chúng ta lại chờ xem. Là khu vực này là nó là như vậy. Còn tóm lại là gì? Khu vực này là nó đã chiếm cái Tukino, tiếp tục đánh chiếm, đánh phá các cái cầu của cái sông Sam ở khu vực Koronevo và ở Slagov cũng tiếp tục tấn công nhưng bị đẩy lùi. Cái khu vực phía bắc này, Malaconia thì nó cũng đang tranh chấp. Cái phía bên này, Martinovka thì Nga lại lấy qua lấy lại, tức là đổi chủ liên tục trong ngày. Cái thứ ba là nó tiếp tục tấn công lên Ulanov và một số cái làng ở phía bên kia sông. Đấy, sông này thì rất là tranh chấp, chúng ta thấy nó liên tục. Còn riêng tại Sumy và vùng lân cận thì Nga tiếp tục là nã pháo cũng như là bom hàng không cũng rất là nhiều. Thì đã cũng qua tiêu diệt được cái hệ thống phóng hỏa loạt ở khu vực này. Và chúng ta biết Sumy thì hiện nay nó cũng có rất nhiều lính NATO cũng như là sĩ quan NATO ở đây. Chúng ta rời khu vực biên giới phía bắc và chúng ta xuống cái chỗ Kupiansk thì nó chỉ có giao tranh một chút ở cái chỗ gọi là Makivka thôi. Chứ chúng tôi thấy nó cũng không có cái gì là lớn lớn lắm ở khu vực này. Thì bên nọ bên kia thôi, chứ còn và cái khu mà Nga Nga đang chỉ gọi là kiểm soát ấy, thì nó UAV nó đang hoành hành, UAV của bên Ukraine. Nếu mà zoom rõ vào thì chúng ta thấy là Makivka nó đã nằm gần như là bên kia quản lý. Thì Nga chỉ có một lẹo mẹo cái phía phía đông bắc này thôi, thì nó đang UAV đang đánh. Thì cái Makivka này nó rất là khó, nếu mà trong trường hợp mà Nga mà không giữ được thì là tôi nói thật là hơi dở đấy, bởi vì nó nằm ở trên bên con sông, nó gọi là sông Dnepr. Đấy, cái sông này mà coi như là của bên ta mà coi như không giữ được thì đâu, thì nếu mà Ukraine vào đây thì Nga đập thì cũng dễ đây. Đấy, đập cũng dễ, tức là nó là bên này sông. Nhưng mà rõ ràng là tôi thấy cái chỗ này tranh chấp nó không đáng. Không đáng để mất thời gian nhiều và mất đi mất lại như vậy. Còn khu vực New York và Pokrovsk thì nó cái lợi thế nó thuộc hoàn toàn về Nga. Cái New York này thì chúng ta thấy là cái mũi này, cái mũi mà nó gọi là từ bên phía Zelenia đến cái mũi của New York này, hôm qua thì chúng ta nói là còn hai chưa tới 2,5 km, thì hôm nay là còn 2,2 km thôi. Tức là nó nối cái này thì cái vạc này rất là lớn. Này, thực tế cái vạc này tôi nghĩ là nó trống hoang như thế này thì nó thực tế nó đã tuôn, nó chạy hết rồi. Này, chứ trước đây thì Nga nói là sẽ nằm đây vĩnh viễn một tiểu đoàn gì đó, nhưng mà tôi thấy là các cái con số tổn thất của Ukraine nó không được như là kỳ vọng mà Nga đã tuyên bố trước đây, thì chúng ta cũng thấy rất là đáng tiếc. Nếu mà không tiêu diệt chúng thì nó ra ngoài này thì nó lại sẽ lại tung tác ở cái Torez hoặc là các khu vực khác. Thế tại khu vực Torez thì ngày hôm qua có thể nói là rất khởi sắc sau khi mà Nga đã lấy được cái mỏ than này.
Thì chúng ta biết là ngày hôm qua là có vẻ như là Nga tổng tấn công Torres rồi, chứ không phải không có chờ đợi nữa. Cho dù nó là thành trì thì chắc nữa cũng phải tấn công. Thì đây là theo ba hướng. Hướng thứ nhất là Pripyatnya, hướng thứ hai là Zaporizhzhia, thế này đánh lên. Chứ không chờ mà nối cái này với New York được nhé. Cái này nối này với New York thì không, chắc không cần, đây là có cái đường này, đây có cái đường này, này các bạn. Đó. Và cái mũi thứ ba thì chắc chắn rồi, nó cũng là ở cái mỏ đồng này, đánh lên, đánh thẳng vào Torres này, thì tôi nghĩ là Torres này không biết trụ được bao lâu. Vào này. Đấy, hiện nay là tôi nghĩ là chưa đánh Torres đâu, nhưng mà hiện nay đánh rất nhanh. Đấy, thì không biết là các thông tin như thế nào đó, tình báo hoặc là bỏ chạy hay như thế nào thì chưa biết, nhưng mà Torres này không phải đánh dễ đánh đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng trong tuần tới là cái Torres cũng sẽ giải quyết này. Còn New York thì đúng ra là 1 2 ngày là phải giải quyết rồi, nhưng mà hôm nay chưa giải quyết. Nhưng mà tôi nghĩ là cái khu vực này là Nga đánh có thể nói là như trẻ tre, chúng ta cũng chờ. Còn đặc biệt là khu vực ở phía dưới này thì chúng ta, đây là New York không nói, là cái phía dưới này là khu vực hướng Pakrovsk, chúng ta cứ nói như thế cho nó dễ dễ hiểu. Đây là Pakrovsk này. Đấy, thì chúng ta thấy là Nga sẽ đánh theo các cái hướng như sau. Đây là tôi không phải là nhận định của tôi đâu nhé, đây là nhận định của Bộ Quốc phòng Nga này. Đây, Khodorkovka này, đấy, sẽ lên Mikoyan là đánh xuống. Cái thứ hai là đánh thẳng ở cái khu vực này, bất chấp là có đường hay không có đường. Cái thứ ba là sẽ đánh xuống Memrich, sau đó đánh Selidove, sau đó là đánh móc lên. Thế thì chúng ta thấy là trong cái ưu tiên trước đây là chỗ Gorovka này của Nga, tức là cái Nga ưu tiên cái hướng này. Đấy. Nhưng mà hiện nay cái hướng này chúng ta thấy là nó cái hệ thống phòng thủ đây là rất là cứng, thành trì pháo đài công sự gì đó kiên cố, và tiếp tục nó đã bỏ bom pháo kích vào các cái lực lượng Nga tại cái hướng này. Đấy, cho nên hướng này là hơi chậm, nhưng mà ngược lại thì được các cái hướng dưới này thì chúng ta thấy là rất là nhanh, và thậm chí Nga đã giải phóng được 2 cái làng ở khu vực này. Đấy. Thì cái chỗ này là chúng ta đi ra xuống dưới này thì đây cái chỗ khu vực là Zhukovka này, thì trên này là Krasnija, thì Nga đã vào cái làng này rồi. Tôi nghĩ là hôm nay Việt Nam là chủ nhật phải không? Chủ nhật thì có lẽ là thứ hai Nga lấy cái Krasnija này. Cái thứ hai cái hướng này chúng ta thấy là Nga đang nóng ra ở Kurukshetra đây, tất cả khu vực này. Còn dưới Nikolaev đây thì chuyện dưới này là có một cái làng đâu rồi. Cái làng nó gọi là Novoselenia đây thì Nga đã lấy rồi, còn bây giờ chuẩn bị lấy cái làng Zavitne. Cái Zavitne này Nga cũng sẽ lấy cái trong một vài ngày tới. Chúng ta thấy đây nó nằm trong cái hình thái này thì không có lý do gì mà nó tồn tại hết. Đấy, thì ở dưới này sẽ Nga sẽ lấy 2 3 cái làng. Đấy, trên này thì lấy thêm được một cái làng và chuẩn bị lấy cái Krasnija. Thì cái chỗ khu vực dưới này tôi rất quan tâm, bởi vì đó xuống chỗ cái Memrich này. Nhưng mà hôm qua thì chúng ta cũng đã phân tích, tức là Nga đang tấn công thẳng luôn theo cái hướng là Selidove. Đấy, chứ không cần phải xuống từ Memrich. Đấy, Memrich rồi sau đó nó cũng có cái đường tới Selidove, nhưng mà hiện nay là Nga không đánh theo hướng này, nhưng cũng đang tiếp tục bỏ bom ở các cái khu vực này. Đấy, các bạn nhé, để tạo một cái vạc, là một cái vạc rất lớn ở cái khu vực này. Đó. Đó là sẽ tạo cái vạc ở dưới này thì chúng ta biết đó là có một cái hồ rất lớn là Kurakove. Đấy, các bạn nào mà rành bản đồ tôi nói là các bạn biết này, thì nếu mà lấy được cái chỗ đấy là nó rất là rộng lớn. Đấy, nhưng mà cái mục đích của Nga hiện nay thì chúng ta biết đó chính là xin lỗi, Pakrovsk. Đấy, tình hình Pakrovsk bây giờ có thể nói rất là nghiêm trọng. Chúng ta thấy là tất cả cái hệ súng đỏ ở đây thì tất cả nhằm cho mục đích này. Đấy. Còn cái lúc nãy mà tôi vẽ đây thì nó sẽ rất lớn xuống đây. Đây là Kurakove này. Đấy. Kurakove đây thì chúng ta nhớ nó chính là từ Marika lên đấy. Marika Georgi rồi Maximisanoka đấy. Đấy sẽ lên cái hồ này. Cái hồ này tôi nghĩ là chắc không lâu Nga sẽ đánh cái đập ở đây, đánh cái đập ở đây, nó sẽ, đây chúng ta thấy nó ràng buộc đủ thứ, các hệ thống, các cái phòng ngự và các cái đường đường này, nó có nghĩa là giao thông hào đấy các bạn. Thì nếu mà Nga mà đánh cái đập này thì tất cả nó đang ngập dưới nước hết. Đấy. Còn cái chỗ này thì các bạn nhớ rồi, Uspenka này một đường là đi về Vremica, cái chỗ mà 6 cái làng này của năm ngoái này, và một cái đường đi xuống là Konstantinovka đây này. Đấy, xuống đây là Konstantinovka. Đấy. Konstantinovka đây thì chúng ta thấy là đánh cũng hơi chậm, nhưng mà phía dưới này thì chúng ta thấy là Nga đã cắt lên trên này. Cái hình thái này thì là chưa bao giờ có các bạn nhé. Đó. Chúng ta nhìn thấy như thế này thì chúng ta sẽ
Đây, thì chúng ta thấy là cái khu vực này, đây là Vuleda, trên này là Konstantinovka, thì đây chúng ta thấy là nó Nga đã khởi sắc cái khu vực này. Đây, chúng ta nhấp nháy thì chúng ta biết chỉ riêng cái khu vực mấy chỗ mà công sự của bên kia thì trước đây là Nga cũng đã qua được rồi, thì bây giờ Nga thuộc lại chỗ này tí, nhưng mà bây giờ tôi quay xung quanh, quay hai bên. Đấy. Thì cái chỗ cái đường này thì có thể nói về mặt vật lý là cắt hoàn toàn cái đường này. Chỗ thôi ba hướng, tức là một Volia, hai là Vuleda và ba là Konstantinovka. Đặc biệt đây là có cái mỏ than ở đây, thì là bên Ukraine đang chấn giữ đây. Đây có rất nhiều cái gọi là tầng ngầm, thì Nga cũng đang cố gắng là coi như sẽ để làm gọn cái này. Ở đây cũng từng đánh bom rất nhiều. Nói chung tất cả cái khu vực này như là thành phố ma hết cả rồi. Đấy, nhưng mà nói mà để mà bỏ vào túi chưa thì nó là chưa. Nhưng mà sắp chưa thì nó sắp rồi các bạn nha. Đấy thì tình hình nó như vậy thôi, thì chúng ta tập kết lại sơ trong cái bản tin này. Tôi cũng xin gói gọn nói về chiến sự chứ hôm nay tôi cũng không không nói về các tình hình thế giới. Một là khu vực Kursk tình hình vẫn đang rất là phức tạp. Đấy, mặc dù có thể là Nga cũng đang có những cái toan tính để mà thành lý cái khu vực này. Nhưng mà tôi nghĩ là Nga đang tính cả cái tổng thể chứ không chỉ là có nếu mà hút hết nhân lực nhân tài vật lực vào cái chỗ này thì hóa ra lại đúng ý của bên Ukraine. Cho nên là Nga cũng đang có những cái toan tính gì đó thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà họ đang tiếp tục phá hoại và tấn công ở tất cả các hướng khác nhau, phía Tây rồi phía Bắc và phía Đông đều có cả. Thậm chí muốn vượt sông và đánh tất cả các cầu cống, là đánh rất nhiều, mất cái Tokino, mà Tokino thì Nga cũng cho đã thế thì đánh đôi cái cầu giáp biên giới, là coi như là tách biệt cái Tokino riêng ra. Cái thứ hai là khu vực New York thì Nga đã rất là thần tốc chỗ New York và cái Torres đây, thì hiện nay là tự nhiên là ba cái mũi đánh rất là dồn dập vào Torres. Đấy, thì coi như New York không là cái gì cả. Thế thường đánh New York xong là đánh con đường này lên với đánh Torres, nhưng mà có thể là Nga đã bất ngờ thì hiện nay đang tập trung về chỗ Torres. Ngoài ra là cái chỗ mà khu Pakrovsk, tức là hiện nay trọng điểm của các chiến trường, tất cả toàn bộ mặt trận của Ukraine thì nó thuộc về Pakrovsk. Nhưng Pakrovsk có vẻ như đang chờ chết, đang chờ bị bao vây và đang chờ bị tiêu diệt. Chứ gần như là tôi không thấy có sự kháng cự lớn, chủ yếu là nó dùng các loại UAV và các loại pháo kích là vào các cái lực lượng của Nga đang tấn công theo hướng này. Đấy, thì tất cả hướng này thì chúng ta thấy là các cái làng sắp giải phóng ở đây rất là nhiều và đang tạo ra một cái thế rất lớn, là Nga sẽ chiếm được cái vùng rất lớn này, là từ chỗ khu vực nó gọi là cái gọi là phía tây của Adipka cho xuống cái hồ Kurakove, và sau đó nó sẽ tương tác với cái phía dưới này là Vuleda, Vuleda và Konstantinovka. Thì nó còn cái khu vực này là cái mỏm Vremika đây, sáu cái làng đây, thì cái chỗ mà Urasne rồi những là nó kia đấy thì chúng ta đã nói nhiều rồi, thì nó sẽ là một cái vùng như thế này, nó nhỏ lại một tí thì chúng ta thấy là đây nó chính là cái vùng này đấy. Và cái vùng này tuy là nó nằm với cái Kramatorsk ở trên này Slavyan, nhưng mà cái ông anh Patrov này thì nó nằm ở phía nam Donetsk là nhiều hơn đấy, là phía phía trung hoặc là phía bắc đấy. Thì tất cả cái khu vực này thì chúng ta sẽ chờ xem. Đây là Pakrov, còn đây là Kurakova, còn đây là cái mỏm Vremika, còn đây cái chỗ mà chúng ta nói lúc nãy là cái chỗ mà giữa Vuleda và Konstantinovka, thì chúng ta thấy là toàn bộ khu vực này thì không có lý do gì mà thọ được được cả đấy. Sau đó là Pakrovsk, nhưng mà cái tình hình Pakrovsk tôi nghĩ là nó sẽ đi nhanh hơn, mà nếu sụp đổ Pakrovsk thì có nghĩa là toàn mặt trận của Ukraine sẽ sụp đổ. Có một số thông tin thì nói về cái chỗ Ivano-Frankivsk này, thì dân chúng là phía tây của Ukraine các bạn nhé, Lvov đây, thì Ivano Frankivsk cái chỗ này nó hay có cái các cái máy bay khả năng là F-16 này, Ivano này hoặc Tatopin hoặc Khmelnytsky, hoặc là ở đây nó có một cái gọi là Starokonstantinovka, thì đấy là các cái vị trí rất quan trọng. Thì hiện nay riêng cái chỗ Ivano Frankivsk này thì dân nó đang xuống đường các bạn nhé, nó đốt phá rồi nó làm đủ thứ. Thứ nhất là nó chống cái huy động tên là tuyển quân, cái thứ hai là nó thấy cái mất mát ở ngoài mặt trận quá nhiều mà không không cái gì đi đến đâu hết, thì cái dân ở đây nó không không phải dễ đâu. Cái này nó thuần Ukraine đấy các bạn, phía tây là thuần Ukraine mà nó cũng đã chống rồi. Còn khu vực Kiev thì ngày hôm qua là tối hôm qua là Nga tiếp tục tấn công, nhưng mà
có vẻ như tấn công giả định để mà đi tìm kiếm các cái loại hệ thống Patriot cũng như các hệ thống phòng không ở đây. Thì bên Ukraine nó cũng bắt được một số tên lửa, nhưng mà riêng cái Iskander và cái gọi là K-59 thì không bắt được một cái nào. Ở phía Bắc thì chúng ta thấy là cái biên giới với lại Belarus đây, gần Kiev đây, thì chúng ta thấy là các cái lực lượng Belarus-Nga, người ta dùng cái từ như vậy đấy, tập trung rất đông. Tôi thấy các loại xe pháo, các loại ở đây rất đông, các bạn có thể xem các cái hình ảnh. Thì tôi cũng sẽ đăng một số cái hình ảnh và video, nếu mà cái nào mà nó mà mày không thấy thì có nghĩa là nó thu rồi đó các bạn nhé, tức là nó không 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 cho phát cái đó thì tôi phải gỡ ra đấy. Thì còn nếu mà may mắn mà thấy được các cái hình ảnh đấy thì nó rất là hay, nó sinh động hơn. Vậy thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn vui vẻ, hẹn gặp lại trong các video sau. Bye bye.